Ê, ngày mai chắc không cần phải đeo kính đâu hả? Tại sao? Bà. Chúng nó gọi tiếp luôn nè mọi người. Mấy giờ rồi mày? 6 giờ 15. Hẹn mấy giờ? 6 giờ. Rồi sao? Hôm nay nghỉ đi làm ha. Rồi chị em sao? Chị em khỏi ăn sáng, khỏi có make up, making da gì hết. Rồi lát nữa là trực thăng đưa đi luôn, nó nhanh khỏi kẹt xe, đúng không? Cuộc đời tao đâu có quá nhiều cái lỗi để cho mày xin. Khoan đi đã. Sao? Mày đi bụi bận bụi trần của mày đường, mày dính ai tao biết là mày dính cái na đâu. Ủa chứ vậy hồi nào mà chị kiếm mở màn cái gì Tú? Đâu có giận đâu. Mày ớt chung mày vậy đó. Trời đất ơi. Ủa xíu ra đây tại giờ với mít ớt mà. Chị đi vô gọi đậu đi. Rồi đi ra ăn sáng. Đi đi. Ôi đi với bà ơi. Qua đi ngủ trễ đó. Tối về ngủ bù bà ơi, tối về ngủ bù đi ra gọi đầu đi bà ơi. Trời đất ơi, đi ra gọi đầu tắm rửa rồi đi vô luôn. Hôm nay mình có một ngày làm việc rất là quan trọng đó mọi người ơi. Mà để có làm việc là sao, mình phải đánh răng rửa mặt. Và để làm việc thì mái tóc này của mình phải gọi đâu đó. Tại vì mái tóc này rất là đài kê đó mọi người ơi. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc. Ồ chị Minh Tú, cái miệng chị bị cái gì vậy? Mày hỏi chị vậy Nghiệp á? Tới mày á, ăn cua, cái càng cua nó chém vô hộp miệng, mày hiểu không? Còn cái đó là Nghiệp đó chị. Không hề. Cua, tao xin lỗi mày nha. Nhưng mà tao phải giải thoát cho mày, xong rồi mày cố gắng, mày đi đầu thai thành một cái khác tốt hơn nha. Giết con cua như này nó dễ dụa môi như vậy. Nó chưa chết mọi người ơi, nó chưa chết, nó còn bò. Nè khoan, đừng nên khẩu nghiệp nha. Đây một cái ví dụ rất là đặc biệt nha mọi người. Đây khẩu nghiệp, biết tại sao không? Ăn cua cái xong rồi cái càng cua nó móc vô cái miệng, mà cái miệng lại hay nói nữa thì nó nứt ra hoài, nó không chịu lành nha mọi người. Ăn cua bị nứt nha, chứ không hề bị cái gì hết nha. Đừng có nghĩ bậy bạ nha, ăn cua nè, zoom vô nó bị nứt nha mọi người. Đó. Điều đầu tiên mình giới thiệu với em, mời em luôn. Mời mọi người đi vô tham quan toilet của tôi. Đấy, trong toilet của tôi thì sao? Mỗi lần đó mình đi toilet vào buổi sáng mà mình khó đi thì mình sẽ nhìn vô tấm hình này là dễ đi, đúng không? Đó, thì đây là có lá trầu bò. Nói chung là mọi người, thay vì là giờ này là tôi sẽ nuôi á. Nhưng mà có mọi người thì ngồi, hôm nay là tôi gọi đầu. Trước khi gọi đầu thì chạy cái tóc nó không có nấu. Nè thấy không mọi người, thấy không? Cây trầu bà để trong toilet mà nó mọc nè. Ngày mà tôi đi á nó có nhiêu đây à. Mà sao chuyến đi Bali mà nó xuống đây luôn nè. Xong chưa? Chưa mẹ ơi, phải đeo len mẹ ơi, cái đồ mẹ ơi. Thêm ba con thích len cho mọi người, 150-180 một cặp nha. Sao chị cũng ngủ thêm 15 phút nữa đi. Không được, ngủ nữa là con mang bạc. Sao cũng biết sao con mang bạc. Còn đang sản nha mọi người. Nói nó hơi sản một xíu nha.
đó, nó đi thử đồ mà nó đánh tôi mắt hai mèo tông chuyển từ đại dương về đất đồng bì luôn. Đồng bì là đồng bì đồng bằng đây mọi người thấy không, lây ao màu xanh đây, màu xanh của đại dương đi xuống đồng bằng phù sa của màu nâu luôn đó. Cái chân mày nè, cái chân mày của nữ nè, để chị nói là chân mày của nữ là đầu, là đầu tăng thanh hà mà đuôi là hơi nghiệt ngã nha, nó hơi sắc bén đó, ta mệt rồi đó. Rồi đầu vô đó, mọi người thấy không, một cái sự quá chuyên nghiệp lắp liếm nha, không vừa để lắp liếm nha mọi người đó. Ôi trời, mày đừng có tưởng đang thi rồi chắc nên quay trải nghiệm những cái kiệt tác năng khiếu của mình nha. Mày đang lắp liếm nè, hít thở đi nè, tao hít là cái nết tao bể luôn, tao đang hít dữ lắm rồi nè, mày tưởng mày đang gắn mẹt tao luôn rồi đó. Ừ, thích gì nên dày xích gần lắm vậy. Chị nói không, cái câu trước chị nói thôi thì sai bóng rổ. Nhanh lên mặc đồ vô đừng bớt diễn xuất. Trời ơi, những cái bộ sưu tập này mà chị nói với em là sai bóng gỗ, những cái chai bóng gỗ. Trời ơi chị ơi, không phải muốn mua là mua đâu nha trời. Mua gì nó mà bóng rổ là bóng rổ thôi em ơi. Nó không là bóng rổ nha trời. Vô. Đó, thấy chưa, hình ảnh của một cô thí liễu sau khi debut tại Sài Gòn, được chuyên gia trang điểm makeup artist. Makeup artist nha mọi người, là nghệ sĩ trang điểm đó, nghệ sĩ hóa trang đó mọi người. Đó, thấy sự hóa trang không? Được mang tên là Sĩ Quân Lê, đúng không? Hay là Si Quân Lê? Si Quang Lê. Si Quang Lê nha mọi người. Si Quang Lê hả? Dạ. Yeah. Mình sẽ đi kỹ các bạn. Hơi mỏng của tụi. Mua cây này cả năm mà nó vẫn chưa được đánh. Nhưng tụi gặp mình sẽ xí 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 các bạn. Con đứng gặp bàn. Chủ nợ gọi tiếp luôn nè mọi người ơi. Mẹ bán bây giờ vẫn cái chủ nợ. Không không má, chủ nợ thiệt nè. Vô nha, cảm ơn các bạn. Rồi. Xong rồi hả? Bạn muốn chỉnh gì nữa không mà nói tôi luôn nha. Tôi gấp gấp vậy thôi. Tại vì mặt tôi cũng đẹp sẵn đó, thì cũng không có gì để chỉnh. Nhắm. Tôi xịt bay cái mưa vào luôn. Không, xịt để nó ngậm miệng, nó ngậm lại, nó vô miệng. Mẹp xin, rất là xin lỗi sáng trễ giờ. Hôm sau tôi đi đây, đã tôi gặp bà. Đúng rồi, biết sao, đáng lẽ là sáng sáng sớm. Nhưng mà tại một cái con nó đi trễ, cái con đó nó quyết định cả một cái buổi sáng. Và tôi rất là wow. À, xin phép nha, đang ngồi trên để quay. Cho dù là quay vlog cũng phải có hát sáng cho nó đẹp nha mọi người. Đó. Đó, hai đứa cầm hai bên cho chị nè. Đó, cái like này vô mặt chị. Đâu, cái sáng là em phải hứng như vậy. Đó, giờ cái mặt chị nó vậy thấy không. Rồi, cho chị ăn gì của ngày hôm nay đây. Mày là xôi gà truyền thống luôn. Mày rất là ác với chị luôn nha. Biết tại sao không? Tại vì chị đã make up hết trơn rồi. Mày thấy chưa, cái sự đi trễ của mày. Bây giờ ăn sao, ăn rồi trôi nó son luôn hả? Một mình em đi trễ đâu có sao. Có người ngủ đi 15 phút nữa. Sao chị không ngủ đi 15 phút nữa đi. Trời ơi, em ngày hôm qua là mấy giờ khuya lắc khuya lơ mới được đi ngủ. Đó, bởi vì mọi người nói cái gì? Làm người mẫu sung sướng, chỉ có bận đồ đứng chụp xong có tiền hiện kim lượm đi về không hề nha, cực khổ lắm. Có cái nghề nào cũng cực khổ, cái nghề nào cũng có những cái cực khổ riêng nha mọi người. Thế nào mà để không được trôi son, biết tại sao không? Không phải là sang nữa, trôi son con ngựa make up nó chửi chết. Đó, chụp ngoài đường nữa rất là ngắn gió nha mọi người. Đây, bây giờ mình bắt đầu bằng chữ thờ nha mọi người. 2, 3 em không chưa xong. Trời ơi, chút cái miệng chị ba tê với bơ không này nha không. Đó, em son ngon không? Ngon. Trời đất ơi. Bây giờ mình kêu ông bán xôi tại chợ một tháng. Một tháng ăn xôi. Đang ăn xôi truyền thống đó mọi người. Xôi truyền thống. Ăn cũng ngon, nhiều không? 25 nghìn. Thấy chưa, người mẫu đi làm chứ ăn sáng chỉ có 25 nghìn thôi. Mày ăn là phải lắc lư, như nghệ thuật lắm đó mọi người. Ngồi trên xe ăn là một nghệ lắc thuật. Lắc lại, mày hiểu không? Hello. Ủa, đâu có ai làm tóc đâu. Đang nhớ làm tóc người ăn. Thấy chậm đó. Hồi nãy cái con kia nó hỏi á, là tại sao hôm nay chị không làm tóc. Tại vì hôm nay chị có chuyên viên làm tóc đến từ một thương hiệu rất là international. Hello mọi người. Em khỏe không? Em xong kẻ ở Bali thì đó, em còn ở đây đó mọi người. Em có đeo tóc tím cho
cho chị, nhưng mà nếu mà không cần sử dụng thì là hôm nay nha mọi người, Tú rất là hân hạnh khi được chuyên gia làm tóc hàng đầu Việt Nam Kim Nguyễn. Ok nha, 3, 2, 1, máy chạy.